bị nạn vậy đó. Rồi đi ăn cắp đồ gì, Việt Nam là cái gì cũng khôn hết chứ. Khôn là khôn gì? Khôn ma, khôn quỷ. Còn này ngu mới là ngu Phật. Qua đây sao nói chuyện đó. Thật sự thụ quen này còn thụ có những dư luận viên, những người bên Việt Nam mà xưa chửi thụ nhiều lắm, nhưng mà họ hôm nay họ là những người gọi là fan cứng, những người ủng hộ cho bộ. Tại mình có giao duyên, mình có gọi là hiểu lầm với nhau lúc đầu. Có quýnh mới là có bạn, có không quýnh lộn mới là bạn. Nhưng mà thời xưa tại sao mỗi lần những clip cũ, những năm đầu với hụn nó chuyện cũng chưa có rành như kiểu này. Còn đủ kiểu á, ngồi cà lắc, còn ngồi giỏng là cứ đưa như vậy này. Cái nhiều người cứ la, cậu ơi, quay phim mà ngồi giỏng tụi con nhức đầu, mà mày đâu có biết. Có nhiều kiểu lắm. Đủ kiểu, tại vì học nghề mà lên màn hình này đó phải có cái khiếu để học nghe. Chưa bao giờ ai dạy cho Vũ gì hết, toàn là những người dạy, toàn là những cái comment xây dựng không à. Thì từ đó là hôm nay mình cũng còn đỡ đỡ được một chút, nói chung cũng còn bị hoài à. Thì không biết mỗi ngày bị gì mình học cái đó. Chứ thời gian đầu rất là khổ, không phải dễ làm mấy cái này đâu không? Dễ làm thế giới này cũng nổi tiếng sao? Thì những cái người đó thời gian đầu họ chửi cho hồ, hồ điều sinh cho họ hết. Rồi có những người nói tại sao nó chửi anh nặng quá, mà anh cứ lấy cái nickname đó anh xin bất ngày có một cái danh sách nickname luôn á. À, tự vì hồi xưa đó, lúc mà trước khi mà ở trên á, lúc xưa hồ tính mở cái chùa này là để đi tu. Hồ bỏ hết tài sản, cái hẻn thì đang ấy rồi giao cho mấy người đó làm. Thôi ở trên chiếc OV, là bữa mình thấy chiếc OV đó. Rồi cứ đi theo thầy này thầy nọ tu. Rồi không có ham tới chuyện làm ăn gì hết, không có đi giao thiệp, không có chịu lấy đồ về cho hãng làm. Thì lúc đó là đức thầy với chị gõ bon bon bon. Hey, chưa có xong, chưa có tránh trốn tránh nhiệm vụ được. Chuyện còn dài lắm. Cái trên mẹ mới nói con phải trả nghiệp cho xong đi, còn muốn thu gì đâu. Là cái nghiệp á. Rồi đây nắm giữ gian sang. Thì lúc đó mấy vị mới trên đó, con trả nghiệp cho hết đi. Nghiệp là lập cho cái đạo. Thì mở Thiên Long Sơn, rồi tới ngày hôm nay, rồi độ chúng sanh. Thì là cái nghiệp. Cái nghiệp là gì? Sư phụ có quyền lực xuống trần. Thế giới này còn bất công, sư phụ không thành Phật. Mà 10 bà Phật tử mà ở trong kia mà đọc kinh, mà ngồi thiền á, là muốn giảng sanh tịnh độ, ai cũng muốn thành Phật không. Nội nhớ thôi là họ đã tham rồi. Có nghĩ tham có thành Phật thì được không? Mình thành Phật là tự nhiên đúng không? Không tin vô hỏi đi. Đòi cho hồi này ngược lại. Nó nói cái nước, cái trái đất này mà còn bất công, tôi sẽ không thành Phật. Cái nhiều người tức cười, nó làm gì trái đất này mà hết bất công được. Không vô tin thì còn tập chẩn bình, còn Hunter Biden ngạn hố lộ, rồi Biden thì giấu tội cho con, đủ chuyện hết, làm gì không có bất công. Ông Trump thì bị lấn ép, chuyện gì cũng đổ lỗi cho ổng, rồi ăn cắp lá phiếu của ổng, làm sao hết bất công. Vậy mà sẽ có một thời gian, 3.000 năm nhân loại sẽ không có bị bất công. Quý vị có tin cái đó không? Nó to hết rồi. Nếu cái thế giới này mà búa liền sang trang còn bất công không? Đúng không? Cái đó là cái giả thuyết. Còn nếu mà cái thế giới này mà ai cũng sống trang hòa nhau, ai cũng chia sẻ những cái trình độ lẫn nhau. Ví dụ Elon Musk nó chế được chiếc Tesla, bây giờ nó rủ Dượng, Phạm Nhật Dượng đi uống Starbucks với nó, hey, mày làm kiểu này, có phải là thằng làm vua dùng không? Đúng không? À, thí dụ như mà Di Mạch, bây giờ thằng Intel nó chế được cái này, nó rủ Việt Nam, hey, mày làm gì đi, để cho cái giá thành nó rẻ xuống. Có phải cái thế giới này dung hòa không? Cái thế giới này nhiều ngăn ngại quá. Cả chúng ta cũng ngăn ngại nữa đó nha. Cả tự mình cũng ngăn ngại với mình nữa. Chứ mình đừng có nói làm chi là những cái chuyện lớn. Giữa mình với chồng mình á, cũng có một đống ngăn ngại. Chồng mình rất là thương mình cũng rất thương chồng mình. Nhưng mà vì cái ngã, mình đang nói về cái ngã, cho nên làm cho hai người mỗi ngày đi hai hướng, càng ngày càng xa đó.
thì mình muốn bỏ cái đó là chỉ có duy nhất là hai người cùng một hơi thở. Đó là những gì Thiên Thánh Kiệt này dạy cho hàng đệ tử đọc cuốn kinh. Thì nếu mà tập được cho ông chồng đọc cuốn kinh thì dùng cái kinh điển để mà thanh lọc cái ngã của ông chồng hay là của người vợ. Còn nếu mà ông đọc không được cuốn kinh để mà có sự cảm thông lẫn nhau thì hai người ngồi thiền, thôi anh ngồi bên, em ngồi bên ngồi thiền, thay vì mình lái xe đi ăn này đi shopping đồ cũng ồn ào quá, thôi mình ra bát do đó mình kiếm hai cái ghế bố mình nằm cũng được. Nếu mà ngồi thiền được hai ghế bố nằm nha, để cùng một hơi thở thì cũng là hạnh phúc, và cũng từ đó mình thông cảm lẫn nhau, rồi mình nói những cái chuyện hay mà mình biết. Mà chồng mình á, nó cứ ỷ là nó làm cái paycheck, nó về nhà nó coi vợ khờ này không biết gì. Thật sự ai cũng có trí tuệ, cũng có cái khôn hết, nhưng mỗi người không mỗi kiểu, đâu phải là đi kiếm tiền là khôn đâu. Cho nên đàn ông phải coi lại. Ở trong mấy hàng đại tử hồi thiên của sư phụ có rất là nhiều hàng ngày xưa vợ nó đi theo nhận sư phụ làm sư phụ, cậu về nhà là bị vũ, bị la, bị hét nhiều lắm. Bây giờ là đại tử luôn rồi. Tại vì bây giờ chuyện này rất là bình dân và rất là thật tình. Ai mà ghét chuyện này là người đó vô lý. Người nào chỉ không thích nghe thì bỏ qua bên thôi. Cái chuyện này chỉ muốn nước Việt mình giàu có hùng mạnh. Chuyện này chỉ muốn nước của mình rời khỏi cái thằng gian tham phương Bắc. Chuyện này chỉ muốn nước mình lấy những cái gì phần đất của mình lấy lại, Ải Nam Quan, Mũi Cà Mau, Hoàng Sa, Trường Sa của ông bà tổ tiên lấy lại, để lấy cái không gian của mình lại. Chuyện này chỉ muốn nước mình không có bị nhiều chất độc. Chuyện này chỉ muốn nước mình không có bị nghèo khổ mà đến nỗi mà vô nhà thương đó, không có tiền chữa trị thì nó dục bên thì chết. Chuyện này cũng không muốn nước mình đó, bị mấy ốc u vàng của Trung Cộng nó thả vô đầy đó, chất độc. Cũng không có muốn cái nguồn nước của mình bị ô nhiễm. Cũng không có muốn những cái gọi là làm cái gì cũng phải có bao thơ đi trước. Một cái xã hội bây giờ bất cứ cái gì ra đường cũng có cái bao thơ đi trước. Ở bển ai mà làm cái bao thơ người đó cũng dạ quá. Đúng không? Đi vô nhà thương, bữa hổng làm kia nó kể, trời ơi em vô nhà thương mà em mắc mới em phải đổi tiền lẻ nhiều vậy. Tiền lẻ tức là 500.000 đó, mà tiền lẻ 500.000 là bằng 50 đô của Mỹ. Mà đổi cọc, ủa mày vô nhà thương mà làm gì mày đổi tiền nhiều vậy? Trời ơi, cái thằng gác cửa cũng phải cho nó, rồi con y tá đẩy xe cũng cho nó, rồi tới bác sĩ thì cho nó. Tức là nó hối lộ từ thằng gác cổng nhà thương cho tới cái thằng mà cầm cái dao mổ. Có động trời cái xã hội gì, cái người nghèo làm sao mà được sống, bệnh là chết. Người nghèo làm gì có tiền đâu mà đổi tiền hối lộ kiểu đó. Quý vị có thấy không? Chuyện này không thích cái bắt cầm đó. Việc sanh ra đời thấy cái gì mà bất công là chịu không có nổi. Hồi xưa đi học có lớp 3, lớp 4 mà đi một lần nguyên xóm này xóm kia, đi ngang cái xóm ở dưới kia gần trường học, có thằng kia nó hay chặn lại, nó quýt mang bạn mình. Mà ở Việt Nam ấy, phụ thiếu dinh dưỡng mà sanh ra là không có sữa bú, thì cho nên nó ốm lắm, cho nên được biệt danh là gì, dò điện. Dò điện là nó ốm cực kỳ á. Vậy mà cái thằng kia nó bự con nó mặc, cái mình thấy bức xúc à. Ồ, tao cũng chơi mày luôn. Tao nói, ngủ nó đó, tao hình thằng quà wow. Tao mày vẽ cái vòng, vòng cũng bự hơn cái bàn này gấp 3 lần. Vẽ cái vòng bự. Thằng nào mà ra khỏi vòng thì thằng đó thua. Từ nay mày đừng có ăn hiếp tụi tao nữa nha. Cái thằng đó nó cười. Cả mày ba thằng tao quýnh còn chết. Tại thấy mình dò điện ốm mà, xưa xưa ốm nhất à. Vậy đấu mà ai thua? Nó thua. À, quýnh lộn. Sau này sư phụ mới kinh nghiệm lại. Không phải quýnh lộn là cái tướng ốm hay tướng mặt là thắng ngang. Cái gan dạ và cái trí của mình thụ lanh lắm. Vừa vô là sư phụ
nó quýnh một cái hùng né một cái là quýnh bằng cái ốc chứ không phải quýnh bằng cái tay, thiệt á. Cho nên sau này mình thấy mấy thằng Mỹ mà bự bự á, tướng mấy thằng Mỹ đen mấy con đừng có sợ, nó bự như hả, nó mà té xuống cái nó ngồi gì không có nổi. Tức là mình chạy vòng vòng cho nó mệt trước quá. Tại cái chuyện thời xưa mà qua Mỹ làm gì vô lớp 9 mấy con hỏi lời lịch sử cho nó chuyện là ở ngoài đó nhé, là mấy Mỹ đen mấy Mỹ đen nó cũng ăn hiếp y như kiểu hồi nhỏ mà ở Việt Nam, vừa lập cái đội banh gọi là Vietnamese Boys, tức là những đứa con của người Việt Nam. Cái áo mà đá banh á là cờ vàng ba sọc đỏ luôn, có luôn, hỏi anh danh nó cũng có trong cái đội banh đó. Mang cái tiếng là đội banh mười mấy thằng cũng dẫn đá thiệt, thằng nào cũng biết đá banh mà, thứ hộ là chụp gương vậy á, mà mỗi một lần á, hey, ở đây có mấy người nó hiếp người mình nè, là nguyên một cái đám mặc áo cờ vàng ba sọc đỏ đó là bực nể nha, làm hiếp vậy á, là mấy đứa con gái rồi đi học không có bị hiếp chứ nó không á, nó giật tập xuống cho rớt rồi nó đẩy đẩy tụi mấy nó hồi xưa nó hiếp người mình vậy đó. Nhờ cái đội banh của sư phụ á, sư phụ là người giống như là coach luôn, là coach là gì ta, huấn luyện luôn vậy đó, dùng cái này đó, chuyện xưa thôi. Còn chuyện thời nay á, là mình phải làm sao á, mà cho cái cộng đồng Bắc Cali này nó không có như cái nồi cháo heo. Còn biết đây đò mấy cái phe phái chính trị nó chia năm sẽ bảy ghê gớm lắm, họ không có ưa sư phụ. Cái người mà không ưa sư phụ trong lúc này nhiều nhất là mấy cái hội đoàn ở đây, người Việt Nam á, người ta bắt đầu người ta khổ, người ta ngộ ra. Còn mấy thằng này vẫn sung sướng, nó chưa có ngộ, nó thằng này khùng ỷ có tiền lên đây muốn nói gì nó hiện giờ mấy thằng này đang nghĩ vậy. Cộng lại nó ở đây nó học vấn cao nữa. Cho nên sau này khi mà ngày mà người trứng rồng nở, người Việt Nam ủng hộ thụ nhiều hơn là mấy người Mỹ này. Ok, với ai có hỏi không? Cứ hỏi ra đi. Rồi lấy mai con hỏi. Hello. Dạ, em chào chú, em chào tất cả mọi người. Dạ. Hôm nay em không có duyên, biết ơn có dịp tới đây, lần đầu tiên đến Thiên Long Sơn và lần đầu tiên lên Thiên Long Sơn là gặp chú rồi đó. Con hôm nay xin chú nhận con và hai đứa con là đệ tử để bé được chữa bệnh. Con ở đâu tới vậy? Dạ con ở Phoenix, Arizona. Phoenix? Dạ. Sao con biết Thiên Long Sơn? Dạ có chị Ngọc em dẫn. Con có hiểu gì về thiên tâm không? Dạ, con có lên mạng search về dấu hiệu Long Sơn là hướng thiện và sống bình đẳng hướng thiện. Dạ, không? Rồi, hướng sống... thượng. Dạ, đúng rồi. Rồi, nhận thương đã ngồi lô bu quên. Thế nào? Con tên gì? Dạ, bé người Hồng Kông, nó không biết nói tiếng Việt cả. Con người Việt gốc qua. Con tên gì? Yến. Sophie. Sophie, Thiên Sophie. Dạ, còn Nina, Thiên Nina Luke. Người Hồng Kông là người Việt Nam nghe con. Người Hồng Kông, người Từ Châu, người Hẹ cùng là một giống người, giống người Việt. Chỉ có người Pháp á, sau này họ đô hộ nước Việt Nam riêng á, là giống hiện giờ thì họ cho cái tiếng Việt. Thì tiếng Hồng Kông bây giờ nói tiếng Quảng, Từ Châu nói tiếng Tiều. Nhưng mà chúng ta cùng là anh chị em nhau, một nguồn gốc. Nó khác hơn cái người Hoa Hạ là cái người của Tập Cận Bình hay cái người Nội Mông nữa, khác. Hay người Kim á, khác. Cho nên người Hồng Kông, người Hẹ, người Tiều Châu đều là một gốc. Và người Việt của Hà Nội bây giờ là một gốc. Cho nên nói vậy. Rồi, từ Phoenix, Arizona. Cụ ơi, có bạn này không biết tiếng Việt, có thể nói tiếng Anh với sư phụ
Nói tiếng Anh đi. Ông sư phụ nhận làm đệ tử đó. Ừ, nói đi, nói tiếng Anh. Oh, hi, my name is Alma Luke. Sorry, I'm kind of nervous. No worries. Đừng quay nó thằng khỏi luôn. I want to, I don't know how to say in Chinese and English. How do you? You can say anything, I understand everything. Okay. I want to see if I can be like your student as well. My mom was really sick about a year ago, and I know you helped her. I really think you saved her more than once. I want to show my gratitude. She's a lot better, but I really... Let me see the picture. So a lot of people send me through to my phone a picture and give me a name and I save them. Yeah. Okay. All the doctors, so how's she doing now? She's better. All the doctors say she was not supposed to make it. All the top specialists that don't believe that she woke up. And she gets better, but then something else happened. But everyone says she was not supposed to be here. She's still here. I know because of you, so I want to... Yeah, lúc mà 5 năm nay, ngoài hội lên clip mà ở ngoài đời, thì cái điện thoại mà xấu trên mạng, nhiều người bị bệnh, con biết mà. Gửi vô mỗi ngày thù thường nó có cả ngàn đó. Thì bữa nào mà rảnh mà không có lên gặp mấy đệ tử trên núi á, thì nhà thì hội làm mấy công việc này. Có nghĩa là coi cái nhắn tin á, thì có cái hình, có cái tên, có cái tuổi. Thì là phụ ngồi ngay đó luôn. Thì phụ đưa cái điện thoại lên trên trời nè. Mấy vị cứu người này giùm. Thì trong đó có cả đống người được cứu á. Thì đây là một trong những người hôm nay đến đây cảm ơn là mẹ của cổ được cứu. Tại vì thật, it's not me, it's just about the God or the angel around me, protect me. And when you take me the picture, and I put the picture on the phone, and they see it, and they I say the name, I say the how old is she, and then they do some miracle. Yeah, she was really sick, and she said she saw like Two white light. Yeah, and we didn't know she was at the hospital. She was, I saw two white light, and then. Yeah, that may be my angel come over. Just like my angel make the Russian tan potion. So I do a lot of something, but only people get involved and they understand I'm the one doing it. Yeah. But a lot of people out there, they don't know about this. So you're lucky you have my number. Okay, for that. What's your name? Alma. So your name, you have a last name, Tin. Tin, that means God. God, Alma. So your name now is God. God, G-O-D. With your first name. Give me that one. Take it out. Take it out. So where you come? Where you? Phoenix, Arizona. Phoenix. Oh, same. My sister-in-law. Yeah, cái này cả nhà con không tới được. Rồi xịn không à? Mắt kiến mà cũng điển nữa. Anything in middle với mà stone á, nó mới nhận được cái energy của sư phụ. Tại vì cái plastic á, nó không có receive được. Nó chỉ có middle, stone, gold, copper, everything except plastic. Nó không có receive được cái điểm. Okay. Thôi kể mà lấy ra đi. Đây kéo cắt ra. Oh, careful, cái dùng bể thôi. Are you okay? Đó là bể hả? Xin cũng cho con hỏi câu. Xin chào chị em họ Thiên ở đây.
Con có một yêu cầu cho tất cả các anh chị em họ thiên khi mà làm nếp với sư phụ, có thể để tiếng Anh lên để cho các bạn có thể hiểu sư phụ nói cái gì. Chẳng hạn như cái gia đình này là năm ngoái con tới Arizona chơi thăm, thì một người bạn đi chung thì con hướng dẫn cho mẹ của cổ nhập họ thiên. Rồi sau đó một tháng sau mẹ của cổ bị stroke, rồi cổ mới gọi con mới cho số phone của sư phụ để mà gọi cổ đó, mà con không hiểu tại sao. Người ta gọi nhiều lần lắm, cổ gọi cái sư phụ bắt con, sư phụ cầu cứu, thì cổ có cảm nhận, bởi vì cổ gọi con hoài. Cho nên hôm nay cổ rủ con đến đây để mà sư phụ nhận dạ và dạ, cảm ơn sư phụ. Thế nào phải cô làm, là mấy vị hộ pháp mấy ông rồng làm. Dạ, dạ, dạ. Tại vì bất cứ cái gì nằm trong cái điện thoại của sư phụ, cái chuyện đơn giản mấy con hiểu nha. Thôi làm bất cứ gì, trừ khi đi vô sư phụ đi vô restroom cá nhân thôi. Còn everything else, ngồi trên văn phòng, office, ngồi bác, do lái xe thì có mấy ông hộ pháp ngồi đệm xe cho phụ. Cho nên bất cứ hành động gì đều mấy vị biết hết. Thì huống chi một người gửi một cái hình, gửi một cái tuổi, rồi đang nằm trên phòng ICU mà đóng ống vậy nè. Trời, đấy vậy là mấy vị nhìn mấy vị quảng hồn rồi đúng không? Tại vì mấy Bồ Tát tâm từ bi hơn người chúng ta nhiều, thì dĩ nhiên mấy vị cứu. Cứu hay không là mấy vị phải nhìn thấy. Chứ còn cả 8 tỷ người mấy ngày đâu có phải đi lo hết được. Chuyện đó là chuyện nghiệp quả của chúng sanh chúng ta. Nhưng người nào mà có duyên với sư phụ, tại sư phụ là người cõi trời xuống trái đất này đại diện cho người trái đất. Cũng giống như mỗi một lần cái đợt mà gần đây nhất á, là mình giải cứu nước Nga đó, giải cứu nước Ukraine á, là cha nói con xuống thế gian này thì con phải đại diện cho nhân loại để xin hội đồng chư Phật, xin tất cả các vị xin cha của con để cứu trái đất. Chứ giờ không ai nộp đơn lên trên ông Trump, không ai nộp đơn lên Biden, thì ông đâu có biết đường đâu, ông giải quyết, hiểu không? Thì đó là lý do. Cho nên mấy con thật sự ở xa tới đây tốn vé máy bay, tốn tiền thì cũng là ok, gặp sư phụ một lần thì cũng được. Nhưng mà thật sự chỉ cần ở nhà mà có duyên á, mà nhắn điện thoại mà sư phụ phải là rảnh kìa nghe. Rồi lúc đó đó sư phụ thấy được cái tình trạng mà nguy cấp á, thì giải quyết nó còn dễ hơn là đến đây á. Đến đây thì cũng tốt, cũng có núi Thiên Long Sơn, cũng có điện mẫu rồi đó mình khấn. Nhưng mà ở xa cũng ok. Sư phụ ơi, trong tương lai cái cuốn kinh Thiên Tâm có thể có tiếng Anh không sư phụ? Có. Tiếng Anh mà dịch ra kinh Sám Điện Mẫu, Phủ Hớn Trung Nơi Huyện Hành Cổ Tỉnh Thiểm Tây Linh Thiên gì đó, mà dịch cái tiếng Anh sao dịch ta? Các bạn trẻ sư phụ, các bạn trẻ mà nếu mà con hướng dẫn họ thì họ ngồi thiền. Bây giờ con nói cái đó để sư phụ giải thích cái này. Tại sao những vị thầy của mình ngày xưa không bây giờ kinh của Việt Nam dịch cái tiếng Việt? Chứ hồi xưa đọc tiếng Phạn không à? Vậy có ai hiểu tiếng Phạn là gì không? Tại tiếng của bên Ấn Độ, tại kinh tức là kinh. Khi mình đọc, ví dụ một người mà không có hiểu được tiếng Việt thì đọc như là Linh Điên Me Dương Trần Phong Rong. Nhưng mà mấy chư vị Bồ Tát người ta hiểu. Cậu có đứa này nó đọc giống như baby, dễ thương quá. Là mấy gì?